Công an thành phố Biên Hòa tỉnh Đồng Nai đang lập hồ sơ xử lý 4 đối tượng gồm Ca So Hưng 27 tuổi, Ca So Khoe 21 tuổi, Nai Trân 27 tuổi, Ca So Thiêm 24 tuổi, cả 4 quê tỉnh Gia Lai tạm trú phường Long Bình thành phố Biên Hòa về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Trước đó qua các biện pháp nghiệp vụ, công an thành phố Biên Hòa phát hiện 4 đối tượng trên đang tụ tập sử dụng ma túy tại phòng trọ của Trân và Thiêm tại tổ 15 khu phố 6 phường Long Bình, thu giữ một bộ dụng cụ dùng để sử dụng ma túy qua test nhanh cả bốn đều dương tính với chất ma túy. Qua làm việc các đối tượng khai nhận mỗi người góp 50.000 đồng rồi thêm đi mua 200.000 đồng ma túy loại đá của một đối tượng chưa rõ lai lịch. Về cả nhóm sử dụng xong thì bị cơ quan công an kiểm tra phát hiện bắt giữ.